Hôm nay ta học về cái bài tức là hệ thống phân phối khí. Cái đầu mục tức là kiểm tra sửa chữa hệ thống phân phối khí của động cơ đốt trong. Ở trong động cơ đốt trong ấy, ta khái quát chung về động cơ đốt trong này, khái quát chung không biết các em đã học về các cái bài mở đầu chưa. Thì ở trong động cơ đốt trong là có năm cái hệ thống cơ bản, năm cái hệ thống cơ bản. Một là hệ thống truyền lực, hệ thống truyền lực. Hệ thống truyền lực là bao gồm là có thứ nhất đấy là cái bẻ máy, thứ hai nữa tức là cái thân máy, thứ hai nữa là mặt máy hay người ta còn gọi là mặt quy lát, cái thứ ba là xi lanh. Thì ba cái phần này, ba cái chi tiết này là được cố định. Còn các cái chi tiết động như là piston, xi măng, chốt piston, thanh tuyền, trục khuỷu và bánh đà. Đấy đấy, cái hệ thống truyền lực chúng ta bỏ cái đấy thì khi nào người ta học về hệ thống truyền lực, người ta học để từng cái. Cái hệ thống thứ hai là hệ thống phân phối khí. Thống phân phối khí hệ thống phân phối khí tức là cái hệ thống hôm nay ta học. Nay ta học cái hệ thống phân phối khí. Hệ thứ ba là hệ thống nhiên liệu. Hệ thống nhiên liệu, nhiên liệu hệ thống nhiên liệu này ấy, thì đối với động cơ đốt trong thì tùy theo từng loại sử dụng nhiên liệu mà người ta có, động cơ xăng, động cơ dầu, động cơ khí ga thì cũng có cái hệ thống riêng biệt không giống nhau. Thứ bốn là hệ thống môi trường. Hệ thống môi trường, hệ thống môi trường này là cái hệ thống mà người ta sử dụng hơi nhiều để người ta bơm đi bôi trơn cho các cái chi tiết chuyển động tương đối với nhau. Hệ thống này rất quan trọng, hệ thống này là hệ thống mà hay làm cho động cơ bị hư hỏng, tức là khi hư hỏng như là động cơ đang hoạt động hư hỏng luôn. Cái hệ thống thứ năm đấy là hệ thống làm mát. Hệ thống làm mát thì đây là năm cái hệ thống cơ bản nhất mà động cơ nào cũng phải có. Động cơ xăng hay dầu hay diesel hay là cái gì là đều phải có năm cái hệ thống này. Ngoài ra còn có các cái hệ thống khác tùy theo từng động cơ đấy. Ví dụ như là ngoài cái này là có cái hệ thống thứ sáu, đấy là hệ thống khởi động. Khởi động tức là sau cái hệ thống này là lúc nào cũng có đấy. Còn ngoài ra ấy, thì đối với lại động cơ điện, động cơ xăng, đối với động cơ xăng nhá, động cơ xăng này, động cơ xăng còn có thêm là hệ thống đánh lửa. Hệ thống đánh lửa đối với động cơ xăng là có thêm cái hệ thống đánh lửa, bắt buộc phải có cái phần đánh lửa. Còn đối với động cơ diesel, động cơ dầu
bắt buộc phải có cái bơm cầu áp, bơm cầu áp. Hai, các cái này ấy, cái bơm cầu áp này là nằm ở trong cái hệ thống nhiên liệu này, nhưng mà hắn không riêng biệt cho, bởi vì cái hệ thống này là cái hệ thống cơ bản nhất của cái động cơ diesel. Rồi, thế hôm nay ấy, là ta học về cái hệ thống phân phối khí. Hệ thống phân phối khí. Cái cơ bản nhất của cái hệ thống phân phối khí này ấy, là ta cần nắm được mấy vấn đề như sau. Đây là một lớn, đây là hai lớn. Hệ thống phân phối khí, đối với cái hệ thống phân phối khí của động cơ đốt trong thì là hắn có nhiều cơ cấu. Cái thứ nhất đây là cái cơ cấu trục cam, đèn đẩy này, đũa đẩy này, côn động à, côn động này, đũa đẩy này, ốc điều chỉnh này, cò mổ này, xúc phát. Đấy, tất cả các cái thứ này thì nằm trong cái hệ thống phân phối khí. Đây là một cái hệ thống phân phối khí theo cái hệ thống tiêu, tức là đầy đủ nhất trong các cái hệ thống phân phối khí. Thế đối với cái hệ thống phân phối khí có nhiều loại. Một là ta phân loại. Phân loại thì đối với động cơ ta phân loại này, đối với cái hệ thống phân phối khí thì có nhiều loại. Có loại đấy là động cơ hai kỳ ấy, thì người ta đóng mở bằng các cái van, có thể là đóng mở bằng piston, đóng mở bằng piston, bằng piston. Như là cái động cơ hai kỳ, động cơ hai kỳ. Động cơ hai kỳ này có thể là động cơ xăng hay động cơ dầu cũng tùy theo. Đấy. Thì người ta đóng vào trong cái tông của xi lanh, người ta quét xi lanh ra, và đồng thời khi mà cái tông chạy lên chạy xuống, chốc nữa là tôi mở video cho các anh xem về cái loại này là đóng mở cái tông. Cái loại thứ hai là đóng mở cái xúc bắc. Khi mà đóng mở ống xúc bắc thì cũng có nhiều loại, có loại trực tiếp, có loại gián tiếp. Trực tiếp, gián tiếp. Gián tiếp. Có loại trực tiếp, có loại gián tiếp. Nói chung là cái hệ thống mà đóng mở phân xúc phát ấy, trực tiếp hay gián tiếp ấy, thì cái xúc phát đóng mở đều nằm ở trên cái mặt cửa lát, đều nằm trên mặt cửa lát, chứ không giống như là cái trường hợp đóng mở bằng các cái van, đóng mở bằng piston, các cái loại động cơ hai kỳ thì người ta đóng mở ngay ở hông. Còn đấy là cái loại mà đóng mở trực tiếp phải gián tiếp bằng xúc bắt thì đại 100% đấy là các cái xúc bắt này được bố trí ở trên mặt lát như thế. Rồi, cơ bản nhất thì ta cần nhớ được hai cái loại này, và khi hiện nay trên thị trường của ta đấy là cũng đại đa số là sử dụng các cái loại này.